Được. Không hổ là luật sư trong trợ trăm thắng quy danh lễ đình của Hạ Thành này. Chúng ta đi thôi. Khi vào trong nhà ông cũng không bị mất thứ gì. Và đúng rồi, cũng không phải trong trận trăm thắng bị thua một vụ liễu không nhé. Đi thôi. Đi thôi. Chuyện ngoài năm này là chủ tịch kiêm giám đốc của văn phòng luật sư Thành Tâm có hai bất động sản đứng tên của ông ta. Căn mà hôm nay chúng ta thấy chỉ là một trong số đó, bình thường cũng không hay lui tới. Còn căn mà chúng tôi thấy ở trong camera là vị trí mà tối thứ bảy tuần trước chiều ngày mở, đó là căn hộ thứ hai của ông ta. Chúng ta đã điều tra ra chủ của cô Tam gia một năm trước, quả thực là Triệu Hoài Năm là luật sư biện hộ. Căn cứ theo người bên tòa án, vụ đề khi đó gần như là thắng rồi. Nhưng mà sau đó do Liễu Hồng Giang tham gia vào, dịch bài duy nhất lương tâm là cái chuyện Hoài Lam cho đối mặt với áp lực dư luận rất lớn, rút lui khỏi vụ kiện. Đây cũng là lần thua đầu tiên trong đời của chuyện Hoài Lam. Cái tên của tham gia xã hội này mà lại gần như thắng kiện. Chuyện Hoài Lam cũng thật là thủ đoạn, ai cho ông ta là luật sư mất tiền chứ phải hành chứ. Liễu Hồng Giang này cũng có tầm ý kiến. Thôi bỏ đi, từ chối rất hâm mộ của ta đó. Nhưng mà bây giờ thì thôi đi. Có một điều không đúng rồi xí. Bất kể Triệu Hoài Năm dùng thủ đoạn nào thì về mặt pháp luật ông ta cũng có cơ hội thắng kiện. Còn Liễu Hồng Giang là người bên truyền thông cùng nắm thắng về mặt khía cạnh đạo đức của. Làm gì cái nỗi khiến cho luật sư máu lạnh khi Triệu Hoài Năm chụp bước và rút khỏi vụ kiện chứ. Chúng ta đã gặp Triệu Hoài Năm rồi, lý trí, lạnh lùng. Ông ta sẽ không bị lực lượng đạo đức đánh đổ đâu. Sức thông minh khéo léo chắc là có những mối quan hệ cao hơn. Có khi nào là có khi nào dùng những thủ đoạn đặc biệt để đâm hốt được cuộc tiêu của nhân sẽ không đáp ứng được điều kiện quan trọng cái mục tiêu của bản thân. Liễu Hồng Giang nắm được chứng cứ việc so sánh và Triệu Hoài Năm làm đúng rồi sẽ có tiến bộ. Chiếc bát thế nè, nhưng trong camera giám sát chúng ta cũng thấy rồi. Thứ bảy tuần rồi, Triệu Hoài Năm ở nhà không hề đi ra ngoài. Theo nhận định của Triệu Hoài Năm, ông ta quan trọng vào khả năng sắp xếp cho những cách giết người. Tạm dừng, cố cùng Tiểu Trung đi điều tra mối quan hệ xã hội của Triệu Hoài Năm. Điều tra thêm những vụ án khác để ông ta xử lý. Chắc sẽ có manh mối đâu. Tôi hỏi ông, tối thứ bảy ông ở đâu? Quá à, đúng rồi, cũng không phải là trăm trở trăm thắng. Vậy anh đã nói gì chứ cảnh sát? Tôi thì có thể nói được gì, họ hỏi gì tôi đó thôi. Xin lỗi, tâm khác, gặp nhau. Được.